Chào mừng các bạn đã đến với bản tin chiều ngày 2 tháng 6, mùa giải 2022-2023 đã dần đi đến hồi kết. Và tiêu điểm hôm nay sẽ liên quan đến các tin tức chuyển nhượng mỗi ngày để chuẩn bị cho một phiên chợ hè được hứa hẹn sẽ vô cùng bùng nổ trong năm nay. Mở đầu chương trình sẽ là phần tin ván liên quan. Như vậy là hai trận đấu vòng 16 đội cuối cùng của vòng chung kết U20 World Cup đã vừa khép lại. Đội tuyển U20 Uruguay đã đánh bại U20 Gambia với tỷ số 1-0 trong một trận cầu có hai tấm thẻ đỏ được rút ra, chia đều cho hai đội. Trong trận đấu còn lại, đại diện của châu Á là U20 Hàn Quốc đã xuất sắc đánh bại U20 Ecuador với tỷ số 3-2, qua đó giành quyền tiến vào trận đấu tứ kết gặp U20 Nigeria. Các trận đấu tứ kết sẽ lần lượt diễn ra vào ngày 4 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6. Theo tờ AMC Sport, trung vệ Lucas Hernandez được cho là đã thông báo với Bayern Munich việc bản thân không muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng với đội bóng nước Đức. Các nguồn tin liên quan cho biết Bayern Munich đã chủ quan vì nghĩ rằng Lucas sẽ gia hạn hợp đồng với mình nên đã không gửi lời đề nghị từ sớm. Paris Saint-Germain đã chớp lấy thời cơ và đạt được thỏa thuận cá nhân với trung vệ người Pháp. Song đội chủ sân công viên các hoàng tử cũng hiểu rằng không dễ để mang Lucas rời khỏi Bayern khi mà đội bóng nước Đức đang tỏ ra rất kiên định với thương vụ trên. Inter Milan và Chelsea thống nhất tương lai của Lukaku sau trận chung kết Champions League. Điều này đồng nghĩa với việc không có cuộc thảo luận nào giữa đôi bên diễn ra trước ngày diễn ra trận đấu cuối cùng của Inter, bất chấp những tin đồn xoay quanh thương vụ trên. Hiện tại ưu tiên của Lukaku được cho là vẫn sẽ ở lại Inter mùa tới. Trước những tin đồn rằng Ronaldo sẽ quay trở lại châu Âu thi đấu cho Newcastle, siêu sao người Bồ đã chính thức thông báo cho một phát ngôn mới nhất rằng bản thân cảm thấy rất hạnh phúc ở Anas và muốn tiếp tục cuộc hành trình tại Trung Đông thêm nhiều năm nữa. Cựu tiền đạo Real Madrid cũng chia sẻ rằng cuộc sống của anh đang diễn ra rất tốt ở đây. Hơn nữa, với việc cầu thủ có tiếng ồ ạt đến với Ả Rập Xê Út sẽ giúp cho chất lượng giải đấu được nâng tầm đáng kể. Có vẻ như những tai tiếng trong trận chung kết của trọng tài Anthony Taylor vẫn không được tha thứ. Mourinho đã mở đầu cơn thịnh nộ khi trực tiếp mạt sát trọng tài người Anh tại bãi đỗ xe. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Trước khi lên máy bay để quay lại Anh, vị trọng tài 44 tuổi đã tiếp tục bị các cổ động viên AS Roma pressing tại sân bay. Một số cổ động viên thậm chí còn định thượng cẳng tay hạ cẳng chân với ông Taylor và gia đình. Dĩ nhiên là AS Roma sẽ đối diện với một án phạt lớn sau khi sự việc này kết thúc. Song điều đó còn tùy thuộc vào phán quyết của ủy ban trọng tài. Mặc dù Chalobah ít được ra sân nhưng cầu thủ người Anh vẫn luôn thể hiện tốt khi được ra sân dù ở vị trí trung vệ, hậu vệ phải, trung vệ trái hay tiền vệ phòng ngự. Cả ba huấn luyện viên Thomas Tuchel, Graham Potter và Frank Lampard đều đánh giá cao điều đó. Phía Inter Milan đánh giá cao tiềm năng của Trevor và muốn trao cho trung vệ từ Lò Copa một chỗ đứng và thời gian thi đấu ổn định hơn. Phía Inter đã cố kết nối với cầu thủ 23 tuổi trong những ngày gần đây nhưng vẫn chưa cho thấy kết quả khả quan khi Chalobah vẫn mong muốn chiến đấu để ở lại câu lạc bộ hơn. Theo nguồn tin từ Alas Diego, Tottenham đưa ra phương án chi trả cho thương vụ Dejan Kulusevski rằng khoản tiền 30 triệu bảng Anh sẽ được trả đều trong vòng 5 năm. Trong một tin vắn khác liên quan đến Tottenham, đội bóng thành London được cho là đã gửi một lời đề nghị đổi tiền vệ Giovanni Lo Celso lấy chân chạy cánh Samuel Chukwueze để bổ sung hàng công của mình. Sao trẻ Pape Matasta của Tottenham Hotspur được cho là một trong những mục tiêu hàng đầu của Olympic Marseille. Đội chủ sân Velodrome nhiều khả năng sẽ muốn mượn trong một mùa giải trước khi quyết định có ký dài hạn hay không. Hiện tại, tiền vệ sinh năm 2002 người Senegal chỉ có 17 lần ra sân cho gà trống thành London ở mùa giải vừa qua và đang được định giá khoảng 15 triệu euro bởi trang Transfermarkt. Bất chấp những tin đồn về việc tài năng trẻ trong nghề huấn luyện là Will Steele sẽ chuyển sang đội bóng khác, ban lãnh đạo của Cremes đã quyết định trói chân thuyền trưởng 30 tuổi của mình bằng một bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2025. Em trai của Will Steele là Nicolas Steele cũng sẽ trở thành trợ lý huấn luyện viên cho anh trai của mình. Trong mùa giải tới đây, Cremes có lẽ sẽ không cần phải chịu một khoản phạt 22.000 euro mỗi trận do Will Steele chưa có bằng cấp. Nguyên nhân là việc thuyền trưởng của họ sẽ thực hiện một khóa học trong hè để chính thức hợp pháp nghề nghiệp của mình. Theo những nguồn tin tức mới nhất từ Pháp, huấn luyện viên Igor Tudor sẽ rời câu lạc bộ Marseille chỉ sau một mùa giải dẫn dắt. Phía đội chủ sân Velodrome đánh giá cao sự chuyên nghiệp và tôn trọng quyết định của Tudor. Cựu thuyền trưởng của Verona được cho là vẫn chưa ký hợp đồng với bất cứ một đội bóng nào khác. Marseille chắc chắn sẽ cán đích ở vị trí thứ 3 tại Ligue 1 sau Paris Saint-Germain và Lens. Mặc dù không được xuất vào thẳng vòng bảng C1, nhưng Marseille vẫn có thể tham dự Champions League thông qua vòng sơ loại thứ 3 của giải đấu vào mùa hè này. Rất nhiều nguồn tin từ Ý cho rằng sự ra đi của huấn luyện viên Igor Tudor sẽ mở đường cho việc quay trở lại Juventus sau khi Allegri nhiều khả năng sẽ phải rời đi sau khi mùa giải hiện tại khép lại. Theo tờ Corriere dello Sport đưa tin, Arsenal bất ngờ trở thành đội bóng dẫn đầu trong việc có được chữ ký của Milinkovic-Savic trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Chuyện pháo thủ thành London dành sự quan tâm đến tiền vệ sinh năm 1995 từ vài năm nay đã trở nên quen thuộc. Song chỉ đến khi Arsenal gần như đã đặt Rice làm trọng tâm cho phiên chợ hè tới thì họ mới được lợi thế trong việc đón tuyển thủ Serbia về.
Nguyên nhân được cho là những đối thủ Arsenal gần như không đạt được mức phí kỳ vọng mà ông chủ Lolito đưa ra. Juve là đội bóng buông súng đầu tiên khi Savic muốn đến câu lạc bộ dự Champions League. AC Milan cũng tham gia đấu giá trong mức giá mà Rossoneri đưa ra chỉ rơi vào khoảng 25-30 triệu euro, thấp hơn khoảng 15 triệu euro so với mức mà Lazio mong muốn. Cầu thủ 28 tuổi chỉ còn 1 năm hợp đồng với đội bóng thủ đô và vẫn đang cởi mở với tất cả các cơ hội đến với mình. Theo tờ Marca, Real Madrid bất ngờ nhắm trường hợp tiền đạo Kai Havertz để bổ sung cho hàng công của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sau khi biết được thông tin Chelsea sẽ sẵn sàng bán tiền đạo người Đức nếu được giá. Nguồn tin này cũng tiết lộ rằng chủ tịch Perez đã thích Havertz từ những trận đấu với Chelsea vài năm gần đây. Và phía Real sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón tiền đạo sinh năm 1999. Song song với Havertz, Real Madrid gần như đã có được chữ ký của tiền đạo 33 tuổi José Lu từ Espanyol. Phía Real đánh giá cao tiền đạo từng có thời gian trưởng thành từ La Casia. Tuy nhiên, hai thương vụ kể trên được tiến hành độc lập với nhau. José Lu sẽ thay thế vai trò của Mariano Diaz, còn Havertz sẽ là giải pháp đa năng thay thế Benzema trong trường hợp tiền đạo người Pháp đổi ý vào cuối hè để đến Trung Đông chơi bóng. Huấn luyện viên Xavi đã thừa nhận với báo giới rằng mặc dù bản thân mong muốn Cancelo đến chơi cho Barcelona, nhưng Pep và Man City đã không để viễn cảnh đó xảy ra. Chúng tôi đã nói là chúng tôi muốn cậu ấy vào tháng 1. Họ đã đến và chào mời trường hợp của Cancelo và chúng tôi đã chấp nhận lời mời. Nhưng đến cuối cùng thì Manchester City lại không muốn cho chúng tôi mượn Cancelo. Tôi cũng không hiểu tại sao. Sau này thì họ bảo rằng Cancelo không muốn đến với chúng tôi tại thời điểm đó. Hiện tại phía Barcelona đang giáo diết tìm một hậu vệ phải thay cho Koundé. Tuyển thủ người Pháp được cho là đã chia sẻ thẳng thắn với ban lãnh đạo rằng bản thân không muốn đá hậu vệ cánh nữa. Barca muốn mượn Cancelo nhưng Man City lại ưu tiên phương án bán đứt hơn. Tiền vệ nổi danh của Slovakia là Marek Hamšík chính thức thông báo giải nghệ vào cuối mùa giải năm nay. Nhạc trưởng 35 tuổi đã tạo nên một kỷ lục 136 trận khoác áo đội tuyển và cũng đã có cho mình 26 bàn thắng. Ở cấp độ câu lạc bộ, Hamšík đã trải qua giai đoạn hoàng kim nhất của mình từ 2007 đến 2019 trong màu áo của Napoli. Tại đây, anh đã ghi được 121 bàn thắng cho đội bóng miền Nam nước Ý. Con số trên thậm chí còn nhiều hơn cả những gì mà Maradona làm được. Tiền vệ Slovakia cũng đã lập kỷ lục với 520 trận ra sân tại Serie A, đồng thời giành được 2 cúp quốc gia Ý trong thời gian thi đấu ở Napoli. Từ nguồn tin từ tờ Marca, trong nỗ lực tìm kiếm một tiền đạo để bổ sung hàng công có phần mỏng manh của Real Madrid, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã hướng sự chú ý của mình đến cầu thủ Nicolas Jackson, người hiện đang thuộc biên chế của Villarreal. Nicolas Jackson ban đầu không phải là sự lựa chọn số 1 của tàu ngầm vàng, nhưng tiền đạo người Senegal đã biết nắm bắt thời cơ khi các trụ cột trên hàng công Villarreal xuống phong độ và chấn thương để vươn lên làm trụ cột của đội bóng miền đông Tây Ban Nha. Tiền đạo 21 tuổi đã góp dấu dày và 17 bàn thắng trong mùa giải vừa qua với 12 lần xé lưới đối thủ cùng với 5 pha kiến tạo. Bản thân Real Madrid cũng cần tìm một người có thể đóng vai trò dự bị xoay vòng trên hàng công thay cho Mariano Diaz gần như chắc chắn sẽ rời đi trong hè tới. Phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng đang theo đuổi một tiền đạo khác là Harry Kane để thay cho Benzema. Song hai thương vụ được xem là độc lập với nhau, nghĩa là nếu có Kane thì Real vẫn sẽ nhắm Jackson nếu mức giá đưa ra là hợp lý. Phía Atletico Madrid đã bắt tay vào kế hoạch chuyển nhượng cho mùa giải tiếp theo. Đã có rất nhiều cái tên được đưa ra, song phía nửa đỏ trắng thành Madrid ưu tiên chốt những thương vụ có mức giá khiêm tốn trước. Rodri Blanco dự định sẽ mang về một hậu vệ trái, một hậu vệ phải và ít nhất một trung vệ cho kỳ chuyển nhượng hè tới. Hiện tại, họ đã có các Lasoyuncu từ Leicester dưới dạng chuyển nhượng tự do. Lựa chọn còn lại của đội bóng nhiều khả năng sẽ là trung vệ Neuhuen Perez. Trung vệ đang chơi cho Udinese từng có thời gian ăn tập ở đội trẻ Atletico trong vài năm nhưng đã không thể bứt phá lên đội một nổi. Song ở độ tuổi 22, Perez đã tự chứng minh bản thân mình ở Serie A và thậm chí trung vệ đang chơi ở Ý còn được gọi lên tuyển tháng 9 năm ngoái. Phía Atletico Madrid có điều khoản mua lại Perez với mức giá 10 triệu euro trong mùa hè này hoặc là 12,5 triệu euro sau mùa 2023-2024 hoặc có thể là 15 triệu euro vào mùa giải sau đó. Lương thưởng không phải là vấn đề với thương vụ trên. Simone cần những người có thể đá chính trong một ngày mà cả Jimenez và Savic đều gặp vấn đề về thể trạng. Trong bản tin chiều ngày hôm qua, chúng tôi đã tiết lộ rằng có một câu lạc bộ từ Premier League đã gửi đến Atletico Madrid một lời đề nghị đắt giá với trường hợp của Felix. Tuy nhiên, nhiều khả năng đó không phải là câu lạc bộ Newcastle như các nguồn tin trước đó đã đăng. Theo Ryan Taylor từ Daily Express, Aston Villa của Unai Emery mới chính là đội bóng chơi lớn với Felix trong mùa hè tới. Cùng với sự thăng hạng chóng mặt kể từ khi Unai Emery về với đội chủ sân Villa Park, ba lãnh đạo đội bóng đã quyết định dùng phần lớn quỹ trích từ nhiều năm qua để tạo ra một bước đột phá cho câu lạc bộ. Aston Villa cũng đã từng gây sốc khi gần như đã mang được giám đốc thể thao Barca là Alemani về, nhưng thương vụ trên đã đổ vỡ vì nhiều lý do khác nhau.
Và như vậy là chúng ta đã đi qua hết phần bản tin buổi chiều của kênh bình luận viên Anh Quân News. Mùa giải bóng đá châu Âu cũng sẽ dần đi đến hồi kết cùng nhiều tin tức hấp dẫn khác sẽ được mình cập nhật liên tục trên hệ thống kênh của bình luận viên Anh Quân. Ngày mai trận chung kết FA Cup sẽ diễn ra. Tất cả những tin tức hấp dẫn cũng như bên lề của trận đấu sẽ được chúng tôi chuẩn bị trên hệ thống kênh của bình luận viên Anh Quân. Một lần nữa, xin cảm ơn và chào tạm biệt.